cú sốc văn hóa lần đầu qua Úc phần đi học. Mấy bạn nô nức đi học lại làm tôi cũng nhớ mình hồi đó. Ngày đầu tiên của tôi nó không có vui vẻ vậy đâu. Ủa bà Dương, có vụ gì nghe ghê vậy? Trời đất ơi, tôi sớm xa sớm xác đi sao lạc đường cha nó rồi. Trường gì mà bự như cái sở thú suối tiên công viên Đại Nam vậy đó. Đây mới có một cái tòa học à, mà nguyên cái trường là cả trăm tòa nhà lận. Đợi xíu để tôi dò map thử coi. Trời đất ơi, trong trường mà cũng phải coi bản đồ nữa hả? Đi đường này nè, mà cái bản đồ của trường nó không có nhạy như chị Google á, đi hồi là lạc nữa. Đáng lẽ tôi đi sớm 15 phút mà thành ra trễ 5 phút luôn. Tới được tới cái lớp lên mồ hôi nhễ nhại mừng hết lớn. Mà không phải có mỗi kỳ đầu tiên đâu, lần nào vô kỳ học là tôi cũng phải coi đường đi á. Học 3 năm vậy thôi chứ chưa chắc đi hết cái trường. Cú sốc văn hóa lần đầu qua Úc phần ẩm thực. Tôi nhớ lại Việt Nam mình có bài hát này nè. Tình đắng như ly cà phê. Dương ơi, bà Dương có nghe cà phê chua bao giờ chưa? Nè, bà cầm uống thử đi để biết vị tình yêu chua chát. Tôi phải công nhận là cà phê bên này nó có cái hậu vị hơi chua chua, uống cũng nặng đô dữ lắm à. Hồi lúc mới qua tôi cũng mua một cái hũ cà phê Hòa Tan. Nè, uống thử đi bà, uống để có sức tỉnh táo học thi nè. Trời ơi, công nhận nó đắng mà cái hậu vị nó chua tỉnh ra ngủ. Văn hóa uống cà phê bên Úc này là không có thua gì Việt Nam, gần như là ai cũng uống, thậm chí là cà phê đây còn được cho là the best nữa. Có điều rồi nó hơi đặng đô thì mỗi lần tôi uống là phải ăn nữa, chứ uống không là tôi dễ bị say lắm. Cú sốc văn hóa lần đầu qua Úc. 8 giờ tối Sài Gòn. Alo, bà đang đứng tiệm nào vậy, để tôi tới. À, ok ok. 8 giờ tối ngày đầu tiên sang Úc. Tôi tới mall rồi nè bà. Hả? Gì vậy? Sao mọi người mất tích hết trơn rồi? 5-7 giờ lần ta đóng cửa rồi mà. Tôi thấy còn mỗi ba với siêu thị mở cửa thôi. Dạ, tụi mình lên ba quậy đi. Thôi, tôi không có đi ba. Vậy tôi về trước nha. Cú sốc văn hóa lần đầu qua Úc phần say say. Nhớ đâu là cái thời tôi 6 tuổi á, tôi mua lon nước giải khát 3 số 3 cho ba tôi là bình thường. Việt Nam mình là hiếm có mấy cái vụ kiểm tra tuổi lắm, cho nên là từ ngày qua Úc tôi mệt thiệt sự. Đi mua đồ giải khát thôi mà người ta cứ hỏi ngày sinh nhật hoài à. Cho coi giấy tờ đi bà. Hả? Tôi sinh nhật 18 tuổi lần thứ 8 rồi ông nội. Bộ nhìn tôi trẻ quá hay sao vậy? Trời ơi, cái này quy định mà. Bà cho tôi coi giấy tờ đi rồi tôi bán cho bà lẹ lên. Trời ơi, bữa nay tôi quên, tôi không có mang. Nhưng mà ông nhìn tôi là ông biết tôi già mà. Ở đây là không có cái vụ chơi nhìn. Thôi không có giấy tờ không bán đâu, thôi đi về đi. Tanh 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 tanh. Cú sốc văn hóa lần đầu qua Úc phần 3. Lúc tôi còn ở Sài Gòn. Chị ơi, cho em xin pass wifi. 7, 8, 9, 10 bộ đàm da xì. Dạ em cảm ơn. Khi tôi qua Úc. Ủa bà Dương, đang kiếm gì vậy? À, tôi kiếm pass wifi á. Hả? Gì làm hết hồn bà nội. Ở đây làm gì có wifi. Hả? Không có, ý tôi là không có wifi công cộng đâu. Ở đây người ta xài 4G xong rồi. Vậy đây người ta không cho pass wifi hả? Ít chỗ nào cho lắm. Bởi vậy mua cái sim có 4G đi nghe. Nhiều khi ở nhà tôi còn xài 4G chứ nói chi ra đường. Cú sốc văn hóa lần đầu qua Úc phần 4. Trời ơi, ta nói hồi xưa thích nhất là lúc mà mới được đi xe máy nè. Muốn đi đâu là cứ ngồi lên xe rồ ga. Ready go. Đi chơi, đi mua đồ, muốn đi lúc nào đi à. Đích thực là cái cảm giác mà được làm chủ cuộc đời mình. Vậy mà từ khi sang Úc tôi không còn tự chủ nữa. Muốn đi đâu là phải coi tàu. Á trời đất ơi, 3 phút. Chạy lẹ. Mấy bạn có biết câu chuyện lọ lem đánh rơi dép tổ ong không? Tôi là y chang vậy đó. Có điều là tôi mang giày thắt dây nó chặt quá cho nên nó rớt không có được. Rồi xong, dòng người vội vàng bước qua. Thôi không bắt trend được thì mình bắt trend thôi. Rồi 1, 2, 3 nhìn sang trái nào. 2, 3 nhìn sang trái. Rồi về là phải chờ tàu nữa rồi.